Ơi, mình sẽ hướng dẫn mọi người mình sẽ dùng cái phần mềm chẩn đoán nè, mình sẽ bấm qua điện nè, mình sẽ vào phần basal function ha. Trong này sẽ có nè, đầu tiên là trong này learning and value nè, reset đây ha. Đây nó hiện lên bạn muốn thực hiện không, ok. Sau đó mình làm gì, tắt chìa khóa đây. Khi mình muốn hoàn thành này mình phải nhấn ok và tắt chìa khóa đi nha. Rồi, tắt chìa khóa đi. Rồi mình chờ một tí, 10-20 giây nha, rồi mình bật chìa khóa lên. Chờ bật chìa khóa lên ha. Nè, đó là cách reset bấm qua điện á. Rồi ngoài ra mình có thể... Đây, cái này chỉ có chức năng là reset bấm qua điện thôi, không có gì hết. Còn muốn cài hộp này kia thì mình sẽ vô đây. Mình sẽ cài hộp nha.